hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc cho hệ thống Smart TV Casper. Đã bao giờ TV của bạn bị loạn kênh, mất kênh hay mất mã pin? Đó là lúc TV hoạt động quá công suất và cách đơn giản nhất là hãy reset TV. Để tiến hành khôi phục cài đặt gốc cho Smart TV Casper, bạn chọn cài đặt trên màn hình chính. Tiếp tục kéo xuống trong mục cài đặt xuất hiện phần bộ nhớ và đặt lại. Bạn chọn thiết lập lại dữ liệu ban đầu và xóa mọi thứ. Từ đây, TV sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để tiếp tục khôi phục cài đặt. Khi đã nhập mật khẩu xong, bạn tiến hành thiết lập cài đặt như ban đầu với kết nối mạng, chọn ngôn ngữ và dò kênh. Lưu ý, trong quá trình khôi phục cài đặt TV Casper, chúng ta sẽ không tắt nguồn hoặc rút phích cắm vì sẽ khiến TV bị treo và quá trình khôi phục mất nhiều thời gian hơn nhé. Và quá trình khôi phục cài đặt như vậy là hoàn tất. Lúc này Smart TV Casper đã sẵn sàng để trình chiếu. Nếu các bạn có thắc mắc, hãy để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ tổng đài 1800 6644 để được tư vấn nhé. Đừng quên like và theo dõi kênh YouTube của Casper Việt Nam để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.